Jacob và Esau đoàn tụ. Jacob vật lộn với một người lạ và sau đó gặp mặt Esau. Sau khi Laban đi rồi, Jacob đang ở vùng núi Galaad, tại nơi ông đặt tên là Mahanaim vì các thiên sứ của Chúa đã gặp ông. Esau, người anh song sinh của ông, đang sống ở xứ Edom trong vùng núi Seir. Jacob sai sứ giả đến nói với Esau: Jacob, tôi tớ ngài đã sống với Laban. Ông ấy có bò lừa, chiên dê và đầy tớ. Ông ấy xin được ngài thương đối nhìn. Các sứ giả trở về kể lại với Jacob: ông Esau đang đến gặp ông cùng với 400 người tùy tùng. Jacob rất lo sợ. Jacob chia bọn tùy tùng thành hai nhóm để nếu Esau tấn công nhóm này thì nhóm kia có thể trốn thoát. Jacob cầu nguyện: lạy Chúa, Chúa đã truyền cho tôi tới Chúa trở về quê hương với bà con họ hàng, và Chúa hứa sẽ làm cho con phát đạt. Con không xứng đáng lòng thương và trung tín của Chúa. Xin cứu con khỏi tay Esau, vì con sợ anh ấy đến tấn công chúng con. Chúa đã hứa làm cho dòng dõi con trở nên đông đúc như cát biển, không tài nào đếm nổi. Jacob chọn một món quà cho Esau: 200 dê cái và 20 dê đực, 200 cừu cái và 20 cừu đực, 30 lạc đà cái với con của chúng, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa đực. Ông giao cho mỗi đàn một gia nhân chịu trách nhiệm và sai họ đi từng đợt một. Khi các gia nhân gặp Esau, họ nói họ là ai và ai sai họ đến. Đây là món quà Jacob gửi tặng ông chủ Esau. Ông ấy sẽ đến sau chúng tôi. Đêm đó, Jacob cho gia đình và mọi thứ đi trước đến cửa sông Jabbok, còn ông ở lại một mình. Một người lạ đến vật lộn với ông suốt đêm cho tới sáng. Khi người lạ thấy mình không thắng nổi Jacob, ông ta đá vào xương hông của Jacob khiến ông bị vẹo hông. Rồi ông ta nói: buông cho tôi đi, vì trời đã sáng rồi. Jacob đáp: tôi sẽ không thả ông đi nếu ông không chúc phúc cho tôi. Người lạ đáp: tên ngươi sẽ không còn gọi là Jacob, nhưng là Israel, vì ngươi đã vật nhau với Thiên Chúa và đã thắng. Jacob nói: xin cho tôi biết tên ngài. Người lạ đáp: tại sao ngươi hỏi tên ta? Rồi chúc phúc cho Jacob. Jacob gọi nơi ấy là Beniel và nói: tôi đã gặp Thiên Chúa mặt đối mặt mà không phải chết. Jacob đi cà nhắc vì bị đá vào hông. Rồi ông trông thấy Esau cùng 400 người tùy tùng đang tiến về phía ông. Jacob cho các đầy tớ gái và đám trẻ đứng phía trước, tiếp theo là Lê-a và các con bà, rồi đến Rachel và Ru-xe ở bên cạnh. Rồi ông tiến lên phía trước, sắp mình xuống đất 7 lần trước khi đến gần anh Esau. Esau chạy đến ông và ôm lấy Jacob. Ông vòng tay quanh cổ em và hôn em, và cả hai cùng khóc. Jacob giới thiệu các đầy tớ và vợ con cho anh mình: đây là những đứa con Chúa đã thương ban cho tôi tớ ngài. Jacob nói với anh: những đàn gia súc anh đã thấy đây và có ý gì vậy? Esau hỏi: để được sự chiếu cố của ngài.
thưa ngài. Jacob đáp, Ê-sau không muốn nhận quà, nhưng Jacob nài nỉ. Ê-sau quay về và nghĩ rằng Jacob cũng sẽ về với mình tại Ê-đơm. Nhưng Jacob lại đi đến Sukkot và chọn một chỗ ở đây để ở và cho đàn gia súc tạm trú. Từ đây ông đi đến Sikhem và dựng một bàn thờ kính Chúa tại đó. Rồi Thiên Chúa bảo Jacob đi đến Bethel, nơi người đã hứa sẽ chăm sóc ông. Jacob vâng lời và dựng một bàn thờ kính Chúa. Rồi ông bảo người nhà giao lại tất cả các tượng thần và các khuyên tai. Ông chôn chúng dưới gốc cây sồi tại Sikhem. Thiên Chúa đổi tên ông là Israel và hứa ban đất cho ông và dòng dõi ông, và cho dòng dõi ông trở thành một dân lớn. Sau đó Jacob đi xuống phía nam. Khi đến Ephrat Bethlehem, vợ ông sinh một con trai. Bà chết khi sinh con, nhưng đứa trẻ còn sống và được đặt tên là Benjamin. Rachel được chôn cất tại Ephrat và Jacob đặt một trụ đá trên mộ bà. Bây giờ Jacob có 12 con trai. Sau đó Jacob đến Mamre, nơi Isaac cha ông đang ở. Khi Isaac qua đời, cả hai anh em Esau và Jacob than khóc và chôn cất ông.